Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào chư vị thiền hữu tri thức. Hôm nay là tháng 5 2020. Đây là chương trình Thiên Nhiên Thiết Pháp. Kính thưa quý vị, khi mình chưa biết tu á thì mình nghĩ rằng nắm giữ là khôn ngoan. Nhưng khi biết tu tập rồi thì buông bỏ là một loại trí tuệ. Bởi vì có buông bỏ mới hạnh phúc. Nắm tay này, một khi đã siết chặt thì cuộc đời ta có bao nhiêu? Nên muốn có thật nhiều thì trước phải học cách buông xả. Ta có được bao nhiêu khi ta nắm tay? Ta có được một thứ trong lòng bàn tay ta nắm. Ta muốn có thật nhiều, trước hãy mở dung lượng của sức chứa ra. Lòng bàn tay này rộng hơn nắm tay. Nên muốn có nhiều trước thì hãy nới rộng cái sức chứa, thì tự nhiên nhiều thứ sẽ đến với ta. Nắm cái lòng bàn tay lại, vì lòng tham giống như đóng kính cửa lại. Trước ánh mặt trời không vào được, không khí không vào được, sự sống cuộc đời hiến tặng không vào được. Bằng lòng tham ta nắm giữ thì ta có một thứ thôi, những thứ khác ta không thể có được. Nên nếu đã tham thì hãy tham có tất cả, đừng chỉ tham có một thứ, rất uổng. Tham có tất cả thì dung lượng chứa của mình không giới hạn. Để dung lượng chứa của mình không giới hạn, trước mình phải bỏ đi cái sự tham lam của cái tôi giới hạn, tức là học cách cho đi và cho đến cái mức độ không thấy người cho, vật cho, của cho, tức là tam luân không tịch. Điều này gọi là Dara Paramita, bố thí ba la mật. Thì bố thí ba la mật, quý vị nghĩ bàn tay nên nắm hay nên mở? Thế này là lòng tham, và thế này là sự cho đi. Với cái thái độ như thế này, ta biết đây là ích kỷ. Và với cái thái độ như thế này, ta biết là từ bi. Từ bi thì cho đi, dĩ nhiên ta đã nhận trước. Vì sao mà ta muốn cho đi? Vì ta nhận quá nhiều. Rất là lạ quý vị. Một người mà họ chỉ muốn cho đi thôi á, là lòng của họ tràn đầy tình thương và biết ơn. Và cái họ nhận lại là đầy hạnh phúc. Cho nên trên đời này mình hạnh phúc không phải là những gì mà mình đem về, mà bởi vì những gì mình cho đi. Cái cho đi đó, nó không phải là cái vấn đề vật chất về hình tướng mình thấy, mà là cái nội dung được cái vật chất đó chuyển tải, chính là lòng tri ân, trả ơn, chính là cái lòng từ bi. Cho nên những cái năng lượng tích cực nó nuôi dưỡng cái lòng mình, nó làm cho mình hạnh phúc. Cho nên cái bàn tay này là biểu hiện của một người hạnh phúc, mà bàn tay này là biểu hiện của một người đau khổ, thiếu thốn. Và dĩ nhiên đời sống rất là chật chội, rất là mệt mỏi, rất là chua chát. Bởi vì những gì mà mình nắm giữ nó sẽ làm cho mình cực kỳ lo sợ. Sống bằng cái tâm lo sợ, đó là một sự sống rất là đáng thương. Bởi vì quý vị thấy mỗi phút giây mình hít vào miễn phí, mặt trời, chiếc lá xanh, hoa nở, cuộc sống xung quanh, mình không thể đếm hết những thứ mà cuộc đời cho mình miễn phí. Nhưng mà mình vẫn lo sợ. Mình lo cái gì? Mình lo những thứ miễn phí cho mình sao? Không. Mình lo mất cái thứ mà lòng tham mình dính vào. Vì sao mình lo? Không phải mình xấu. Bởi vì mình tìm hạnh phúc chỉ có đúng với một thứ đó thôi. Chỉ có đúng với một người đó thôi. Rất là tội nghiệp. Cho nên mình sợ mất cái thứ đó, là bởi vì mình sợ mất đi cái hạnh phúc từ cái thứ đó nó mang lại. Bây giờ mình có thể hạnh phúc với bất kỳ thứ gì thì mình không còn sợ nữa quý vị. Bất kỳ cái gì cũng là cho mình hạnh phúc hết, thì mình không còn phải nắm giữ một thứ nữa. Cho nên nắm giữ không phải là khôn ngoan, là bởi vì những thứ mình nắm giữ là bên ngoài. Cái gì bên ngoài thân, cái đó sẽ bỏ mình đi. Bởi vì vạn vật là vô thường. Cho nên đến đi hai tay trắng, về nắm xương khô, mình tới mình nắm giữ, nó chỉ làm cho mình lo sợ. Cho nên hãy học cách buông trước khi nó biểu mình buông. Cho nên thay vì tìm niềm vui với một thứ, hãy vui với tất cả mọi thứ. Và đến khi mình vui với cái sự sống trọn vẹn, cái chết nó đến, mình cũng vui luôn. Cho nên khi mà mở cái lòng bàn tay ra, giống như mở cửa ra, thì mình đón vào tất cả mọi thứ. Tức là mình vui với mọi thứ đến với mình. Nếu như đó là người mình thương, nó cho mình cảm giác hạnh phúc. Nếu như đó là người thương mình, nó cho cảm giác ấm áp. Nếu như người mà mình ghét,
Mình học cái cách tha thứ, bao dung, chứa cái điều khó chứa. Nếu người ghét mình học cái cách nhẫn nhục, tự cải sửa và làm mới bản thân. Cho nên lòng mở ra như lòng bàn tay buông xả, thì đó là một đời sống trí tuệ. Đó là nói đến cái nắm tay của lòng tham. Tham mà nắm. Bây giờ cũng là cái nắm tay, nhưng mà cái nắm tay của lòng sân hận. Kính thưa quý vị, khi mình nắm giữ như thế này, bằng lòng sân hận, thì quý vị thử nắm đi. Nắm thiệt chặt khi quý vị sân, tức giận, khi quý vị hận thù, mình tự làm mình khổ. Lúc đó, mình thả lỏng ra, thử buông xả ra. Đó là thiên nhiên thuyết pháp quý vị. Hoàn toàn tự nhiên. Có phải nắm giữ là mệt mỏi, căng thẳng và buông xả là nhẹ nhàng, bình yên không? Cây xanh á, sẽ vàng úa trên mảnh đất khô cằn. Khi tâm con thù hằn thì đời con đau khổ. Mình nhìn trên đất, mình sẽ thấy mảnh đất mà nó phì như màu mỡ, thì cây tự nhiên nó sinh tốt, hoa đẹp quả ngọt. Và giống như đất khô cằn sỏi đá thì tự nhiên biểu hiện ra là sự chết chóc vàng úa. Tâm của mình là một mảnh đất quý vị. Muốn có được đời sống sung túc đầy đủ cả thân lẫn tâm, thì trước cái mảnh đất ở trong lòng mình phải phì nhiêu, phải đầy đủ những phẩm chất của từ bi hỷ xả, của hạnh phúc an vui, phải biết buông bỏ và đôi khi phải nhẫn chịu những điều khó nhẫn chịu, tức là phải được tưới tẩm hàng ngày những cái chất liệu tốt đẹp. Cho nên mình thấy thiên nhiên nó thuyết pháp là mình tự biết mình nên làm cái gì theo cái cách vận hành của thiên nhiên. Ví dụ, đây là một cái chén từ đất sét làm nên một cái chén. Cho nên giá trị của cái chén là ở đâu? Cái này chăng? Cái này là quan trọng. Nhưng cái quan trọng hơn không phải là cái này, mà là cái không gian rỗng ở trong này. Cái không gian rỗng này để chi? Để đựng được cái điều ta muốn. Kính thưa quý vị, cũng giống như vậy, cái thân con người của mình được làm nên từ nghiệp và đất nước gió lửa. Những cái chất đó nó kết dính lại với nhau. Mỗi một ngày sáng mai thức dậy, ai cũng có 24 tiếng đồng hồ như nhau. Nhưng cái sức chứa ở trong lòng của mỗi người khác biệt. Sáng mỗi ngày thức dậy, hôm qua có còn không? Nếu lòng mà vẫn còn những gì ở quá khứ, thì ngày mới có cũng như không. Lòng của ta có trong rỗng giống như cái chén mỗi ngày trong sạch, để đựng được những cái thứ mà đời hiến tặng. Chim hót, hoa nở, hơi thở vào ra, mặt người thương mình còn đó, miếng cơm buổi sáng có người nấu dâng cho. Đời cho mình nhiều lắm, mình có đang sẵn lòng, rộng mở để học cách nhận lấy hay không? Buông bỏ là một loại trí tuệ, nhưng buông bỏ cái gì? Thứ nhất là buông bỏ cái tôi. Làm sao biết được cái tôi mà buông bỏ? Cái tôi của mình thường biểu hiện qua những điều sau đây. Một, phàn nàn. Hai, phán xét. Ba, thường suy nghĩ đến quá khứ, tương lai, lo lắng hoài mà không an vui ở hiện tại. Bốn là thường tạo chuyện, trục trặc, đau khổ, không bình thường. Cho nên bình thường tâm tị đạo thì cái bình thường đó là cái tôi không bám dính được. Luôn có một cái gì đó lo sợ, bất an, nghĩ về. Đó là buông những cái biểu hiện đó của cái tôi. Thứ hai là buông cái sự tranh giành hơn thua. Đúng sai. Cái đúng sai là lý trí, nhưng mà cảm xúc là con tim. Khi mình hơn thua, con tim mình tổn thương, cảm xúc của mình đổ vỡ. Nếu mà hơn thua với người thân trong gia đình thì tình cảm đổ vỡ. Nếu mà hơn thua với người mình thương thì cái tình yêu nó đổ vỡ. Nếu mà hơn thua với bạn bè thì cái tình nghĩa đổ vỡ. Nếu mình hơn thua với đối tác thì cái tình người nó đổ vỡ. Tranh giành á, thì có thể mình chiến thắng, nhưng về ngủ không yên, thất bại ở cái tình cảm của mình. Thế nữa là buông lòng tham. Mình tham nhiều, mình khổ nhiều. Mình muốn bớt khổ thì buông bớt đi cái ham muốn. Bởi vì mình ham muốn nhiều á, có được nhiều thì mình sợ mất. Mà đôi khi đời đâu phải như mình muốn, cầu bất đắc. Cầu không được thì khổ.
Lúc đó hãy nhớ, trái đất nó quay không phải vì ai hết á. Mình đừng nghĩ mình quan trọng. Mình có không còn, trái đất nó vẫn quay. Có thể nó quay nhẹ hơn chút nữa. Cái mà chúng ta cần học chữ buông ở đây là buông lòng tham mỗi khi nắm giữ. Và buông đi sự sân giận, thù hằn. Hãy nhớ, bàn tay nắm sẽ làm cho mình đau khổ và thả lỏng bàn tay sẽ nhẹ nhàng và an yên. Kính quý vị, mỗi ngày học chữ buông. A Di Đà Phật.